Xin kính chào quý cô bác anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của em Dân Trịnh nhé. Đầu xuân năm mới thì hôm nay thì mùng 1 sớm mai mùng 2 đầu tháng. Kính chúc quý cô bác anh chị đang xem video một sức khỏe dồi dào, năng đầy tràn đầy năng lượng. Đấy, một năm mới thì khởi sắc, làm ăn thì tấn tài tấn lộc. Đấy, thì mọi vạn sự như ý các bác nhé. Đấy, thì quý cô bác anh chị đi qua thì kênh thì hoan hỉ cho em Dân Trịnh xin một nút like. Đấy, bác nào chưa đăng ký kênh thì có thể đăng ký kênh theo dõi kênh của em với nhé. Hôm nay thì em về thêm giới thiệu cho các bác đầu năm xuân năm mới, giới thiệu cho các bác một số những dòng hút ẩm, lọc khí, bếp ga và rất nhiều những cái mẫu đồ gia dụng bên nhà em. Đấy, thì không để các bác chờ lâu nữa, bên em Dân xin đi vào giới thiệu đầu tiên. Đó là một cái dòng máy hút ẩm nhé. Máy hút ẩm đây, một con hút ẩm. Nói chung là đẹp, đầu tiên là dòng này là dòng lốc. Con này dòng này là dòng lốc nhé, nên là nó chạy rất là khỏe luôn. Thành nước của nó đây. Đó, thì các bác chỉ cần việc là ấn vào thì nó sẽ mở cái nước này ra và nó sẽ hút ẩm cho chúng ta, rất là tiện lợi. Rất là tiện lợi luôn. Đó, con này thì nó sẽ có hút cho chúng ta đó là 40%, 50%, 60% và rất là nhiều đây chức năng này và có cả hẹn giờ. Con này hút ẩm rất là khỏe, em đã test rồi. Con này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của Easy Ozama. Easy Ozama các bác nhé. Đấy, con này thì em đã lau dọn qua rồi, đời của nó này, cái thông số của nó, con này của nó là đời 2016 các bác nhé, đời 2016, còn đời còn cực kỳ cao luôn. Ấy, sử dụng điện 100, công suất của nó thì cũng bình thường thôi, 155, 175W. Đó, 6,5 lít. Con này thì dùng ga giờ 134A, con này thì bình thường không được, các bác cũng không cần phải thay ga thay đổi gì cả, hàng đẹp luôn nhé, hàng nói chung là hàng ok. Bên ngoài thì không vỡ, dàn này của nó này, các bác có thể nhìn thấy dàn của nó này còn nguyên si nhé, hàng zin luôn nhé, dòng này là dòng zin luôn. Đấy, thực sự ra với các bác luôn là đấy, cuối năm thì tranh thủ thì dọn được vài con thôi, thì cũng chưa dọn được nhiều. Đấy, còn bác nào mà vẫn thích vẫn có nhu cầu đến cái dòng hút ẩm này thì cứ liên hệ với em nhé. Đấy, hút ẩm, hàng đẹp luôn nhé. Con này thì ở bên em đang bán với cái mức giá đó là 2.200.000 đồng đầu năm. Đấy, đời cao, bán giá 2.200.000 nhé. Và bên em bao ship luôn nhé, 2.200.000 đồng, và bên em bao ship luôn cho các bác cái con lọc khí bù ẩm này. Đấy, các bác lên cho em mã là lọc khí bù ẩm đi cô nhé. Đây, em ghi luôn này, 2.200.000. 2.2 triệu. Đấy, em đo qua cho các bác phần chiều cao, như con này thì dùng rất ok luôn. Cao của nó đây 48, ngang 28. Đấy, cao 48, ngang 28 nhé. Dùng điện 110, dùng điện 110 nhé. Đấy, rất là ok luôn, hoạt động tốt. Đấy, hoạt động tốt nhé. Đây là mã đầu tiên. Mã thứ hai đó là một con lọc không khí. Con này thì là thương hiệu của nó là thương hiệu của Sáp cánh buồm đây. Con này thì tất cả dọn sạch rồi, nhưng mà cái mặt này thì còn chưa lau qua được, nhưng mà nó hơi bẩn tí. Đấy, nhưng mà trước khi gửi cho các bác em sẽ lau. Con này thì công suất của nó là 26W, to bé em có cả nhé, tí em sẽ giới thiệu những con to hơn nhé. Đấy, Sáp cánh buồm này, màu trắng nhé, trắng tinh khôi luôn. Đấy, phổi thì vẫn còn sử dụng thoải mái nhé, phổi thì vẫn còn sử dụng thoải mái. Đó, nên là các bác có thể yên tâm. Con phổi này thì các bác có thể sử dụng được cả 1-2 năm nữa vẫn được. Có năm ngoái có bác nào bác bảo em là cứ có cái dòng này thì gọi điện, nhưng mà em lại quên mất là không lưu số của các bác lại. Đấy, lưu số rồi nhưng mà ghi tờ giấy lại mất. Hàng này hàng dùng ngon nhé, sử dụng tốt nhé, sử dụng điện 110, sử dụng nguồn điện 110. Đấy, rất là ok luôn, có đồng hồ luôn này, có mặt đồng hồ hiển thị luôn này. Đấy, độ C các thứ này các bác có thể chuyển sang phần trăm này. Đấy, hẹn giờ luôn này. Đấy, tốc độ này. Đấy, các bác có thể nhìn thấy rất là ok luôn nhé. Dòng này là dòng lọc khí bù ẩm nhé các bác nhé. Dòng này là dòng lọc khí bù ẩm. Đấy, độ ẩm 92% này. Đấy, độ ẩm 92%. Đấy, hẹn giờ các thứ đầy đủ. Tắt khay nước của nó này. Đây là khay nước của nó này. Rất là ok luôn nhé. Rất là ok luôn. Đấy, các bác lên cho em mã này, mã L1. Con này bên em đang bán với giá là 800k bao ship.
Đấy, đầu xuân giá rất là mềm mại luôn. Đấy, đầu xuân năm mới nên là giá nhà em rất là tốt luôn nhé. Nên là các bác có thể tham khảo mã này. Đó là mã đầu tiên, con màu trắng. Mã thứ hai, đến lượt một con sáp nữa. Con này cũng là của sáp, nhưng màu của nó là màu đen. Màu nó màu đen, con này cũng 26W. 26W thôi nhé. 26W. Đời của nó thì đời 2017, hai con từ nãy giờ là 2017 cả. Hàng đẹp luôn. Đấy, điện 100. Đấy, ngoài ra thì em có bán theo kèm theo cục đổi nguồn nhé. Cục đổi nguồn này thì là 150.000 một cục các bác nhé. Cục đổi nguồn của Vitenda này, con này 100 VA là 150.000 đồng. Đấy, để các bác về có dùng cho cái dòng những cái dòng lọc khí này thì thoải mái luôn nhé, thừa luôn. Con này hàn 100 cơ mà. Đó. À, đây giới thiệu cho các bác ở phổi. Những phổi của nó vẫn còn thoải mái dùng luôn. Đấy. Bác nào về tính cẩn thận thì các bác lấy cái hơi súng hơi, các bác ra nhờ tiệm rửa xe các bác lấy súng hơi các bác xịt qua đi nữa thì lại trắng tinh luôn. Hình thức thì còn đẹp nhé, mà vỏ ngoài thì không vỡ, vỏ ngoài thì không vỡ này. Đó. Bác nào mà ưng bếp ga thì nữa em sẽ giới thiệu bếp ga cho các bác nhé. Đấy. Lọc khí này. Các bác lên cho em mã này mã L2 nhé. Mã này các bác lên cho em mã này mã L2. L2. Con này bên em cũng 800 cả. Bao ship luôn nhé. Giá này là bên em bao ship luôn cho các bác rồi nhé. Một con tiếp theo, một con cánh u buồm nữa này. Nói chung là hàng thì các bác có thể nhìn thấy bên xung quanh đẹp luôn. Đấy, tất cả các thứ đó là còn đủ đồ luôn nhé, khay nước khay nùng các thứ ok luôn. Phổi của nó này là phổi zin thôi nhưng mà nó vẫn còn sử dụng được, nó vẫn còn sử dụng được nên là em mới để lại nhé. Đấy, khay nước còn nguyên. Cái dòng này nó có cả lọc than hoạt tính luôn nhé, nó có cả lọc than hoạt tính để các bác lọc nữa. Các bác lên cho em mã này mã L3 nhé. L3. Con này thì cũng thế thôi, công suất của nó là cũng 26W, cũng như các con kia thôi. L3, cũng 800k. Đấy. Và giá này là bên nhà em đã bao ship rồi nhé. Giá này là bên nhà em đã bao ship cho các bác rồi nên là các bác yên tâm. Đây, 26W này. 26W này. 2016, đời 2016 nhé. Hàng sáp. Nói chung là đây các bác có thể nhìn thấy này, nó còn zin đấy. Hình thức bên ngoài rất là đẹp. Hình thức bên ngoài rất là đẹp luôn. Một cái mã sản phẩm tiếp theo này. Một con sáp nữa này, nhưng mà sáp này không phải là cánh buồm nữa mà là con này là sáp bánh xe. Đây các bác có thể nhìn thấy này. Đấy, các bác có thể đẩy qua đẩy lại được. Các bác có thể đẩy qua đẩy lại được nhé. Con này thì đây nó có khay nước của nó này. Bánh xe này. Còn rất ok luôn. Nói chung là đủ đồ luôn rồi. Còn đủ đồ luôn nhé. Đấy, có cả cái khay than lọc than hoạt tính ấy. Phổi của nó còn mới keng luôn. Con này phổi của nó còn mới keng luôn này. Đó, hàng đẹp luôn nhé. Hàng đẹp luôn. Cái này là lớp này là lớp để nó lọc ấy đấy các bạn. À, lọc để bụi bặm nó vào ấy thì nó sẽ chặn ở đấy trước, xong nó sẽ qua những cái màng lọc tiếp theo. Đấy, rất là an toàn. Rất là an toàn luôn. Con này thì gần như là chưa sử dụng luôn. Gần như là chưa sử dụng luôn nhé. Nói chung là sử dụng ít. Sử dụng ít, hàng đẹp luôn. Đây, em sẽ giới thiệu cho các bác về phần công suất. Đấy, các bác về các bác cho nước vào khay đấy để nó bù ẩm cho cái gia đình mình khi sử dụng. 54W nhé. Con này 54W con này. 54W cực kỳ ok luôn. Phòng các bác có thể sử dụng cho phòng 40m2 đổ lại. 40m2 đổ lại. Càng dùng phòng bé thì nó càng lọc nhanh và càng ok luôn. Càng lọc nhanh và càng ok luôn nhé. Con này thì hàng này thì ok rồi, mỹ mãn. Con này thì các bác lên cho em mã này mã L4. L4 nhé. Con này bên nhà em đang bán với cái mức giá đó là 900.000 đồng. L4 900k. L4 900k. L4 900.000 đồng và bao ship nhé. Và bên nhà em bao ship cho các bác luôn nên là các bác yên tâm. Đấy, bánh xe luôn nhé, có bánh xe để các bác đẩy luôn này. Đấy, sắp bánh xe. Một con tiếp theo này. Con này cũng có bánh xe luôn này.
con này cũng là của sáp. Cũng như con kia nhé, cũng như con kia luôn. Đấy, có khay nước này, có cái đĩa này, à có khay nước, có rất đủ đồ này, đủ đồ này. Đấy, con này cũng có than hoạt tính này. Đấy, phổi của nó này. Đấy, cái này thì nó vẫn còn dùng súng tốt nhé, nó vẫn còn sử dụng tốt nên là các bác yên tâm, con nào em bảo sử dụng được là sử dụng được. Đấy, con nước than hoạt tính này. Nước than hoạt tính. Các bác đi qua kênh thì đừng quên cho em xin một nút like nhé. Trong một cái video thì em dâng lên rất là nhiều sản phẩm, nên là ví dụ các bác chưa thấy sản phẩm nào nó chưa ưng ý thì các bác có thể tời qua giúp em một chút nhé, để có thể sang những sản phẩm khác. Con này thì công suất của nó cũng là 54W. Hàng ok luôn, nói chung là hàng không vỡ, không nứt vỡ gì cả, nên là các bác có thể sử dụng thoải mái. Nó có đồng hồ để nó hiển thị luôn nhé. Tất cả dòng này gần như em là đều có cái đồng hồ để nó hiển thị lên cho các bác luôn, nên là chúng ta có thể sử dụng thoải mái. Đấy, các bác có thể sử dụng thoải mái luôn. Các bác lên cho em mã này, mã L5 này, để em ghi ra đây luôn. Hơi bé giấy. L5. Con này 850k. Đấy, 850k, ở ngoài chỗ này nó hơi ấy một tí. Đấy, các bác về lau qua đi một tí là nó cũng được, lấy cái cana ấy, các bác lau đi là được. 850.000 đồng mã L5. Một cái mã tiếp theo, con này bánh xe này, cũng có đồng hồ hiển thị này, bật lên luôn này. Đấy, hiển thị phần trăm độ ẩm các thứ đấy. Đấy, chỉnh tốc độ này. Đấy, nó có những cái chế độ như này. Đây này, cái chế độ này là chế độ chỉ có lọc khí thôi này. Chế độ này là chế độ bù ẩm này. Đấy, chế độ giữa là chế độ bù ẩm. Những cái dòng này tất cả quên nhé, tất cả cái này nhà em đều là kháng khuẩn không khí ion nhé. Nó đều có kháng khuẩn không khí ion, tất nên là các bác có thể yên tâm sử dụng. Đấy, các bác có thể yên tâm sử dụng. Đầy đủ đồ luôn. Tất cả đều đầy đủ đồ luôn. Tất cả đều đầy đủ đồ luôn. Đấy, than hoạt tính này. Lọc than nhé, nó còn là cả lọc than hoạt tính nhé. Của nó rất là xịn sò luôn. Phổi này. Còn rất ok, nói chung là tất cả đều còn dùng được nhé. Thì em mới để lại. Tất cả còn đều còn dùng được, em mới để lại nhé. Về cái phần công suất con này có bánh xe nhé, 74W. 74W luôn này, sử dụng điện 100. 74W sử dụng điện 100 luôn nhé. Bánh xe các bác đẩy ra trong nhà rất là linh hoạt luôn. Đấy, hàng không nứt vỡ nhé. Đấy, 74W con này các bác lên cho em mã này là mã L6. L6 850k. L6 850.000 đồng. Giá các bác yên tâm nhé, là giá em bán gần như đồng giá sinh viên cho các bác luôn. Đấy, để đầu năm nó hoan hỉ cho các bác, nên là các bác yên tâm là đầu năm em sẽ lấy giá tốt nhất cho các bác. Đấy, để cho khai xuân cho nó thuận lợi, nên là các bác yên tâm. Đấy, 74W 850.000 đồng. 850.000 đồng nhé, mã lọc khí. Một con tiếp theo này. Đấy, con này cũng có bánh xe nhé, màu của nó thì lại màu đen, đấy. Bật phát lên ngay này, 92% này, đấy, tức các bác có thể đây là bùa này, cái này là chưa có nước nhé, đấy. Tắt này. Kháng khuẩn không khí ion này, nói chung là hàng nhật xịn luôn, nên là các bác thì yên tâm. 77W, con này 77W, 77W. Đấy, cái này thì nó lọc bằng cái than hoạt tính kiểu này, lọc bằng cái bãi than hoạt tính này, nó không phải là than hoạt tính kia, mỗi con nó có một ưu điểm khác nhau. Các bác nhìn này, không phải là tưởng là màu đen nhưng không phải đâu, đây này, con này còn trắng toát luôn chứ không phải là màu đen đâu, nhưng mà cái mặt của nó là hai mặt, một mặt màu đen và một mặt màu trắng đó. Thì các bác muốn ngửa cái mặt nào ra thì ngửa là ok. Đấy, còn con này còn rất là trắng luôn, con này còn rất là đẹp. Đấy, hàng này hàng còn zin luôn nhé, và rất là ít khi sử dụng. Những cái dòng này thì người ta ít sử dụng, nên là tất cả còn zin và còn đẹp. Tất cả còn zin là còn đẹp. Khay nước này. Khay nước. Còn rất là ok luôn. Còn rất là ok luôn nhé.
Các bác lên cho em mã này là mã L7. L7 con này bên em đang có mức giá đó là 900k. Đấy, L7. L7 900k. Và cái mức giá này thì bên nhà em đã bao ship rồi nhé. Và mức giá này bên nhà em đã bao ship cho các bác rồi nhé. Nên là các bác yên tâm, L7 các bác lên cho em mã L7 900.000 đồng và bên nhà em bao ship. Một con sáp tiếp theo, tất cả đều là kháng khuẩn không khí ion nhé, nên là các bác thấy yên tâm. Con này thì đủ đồ, có mất một cái hơi khuyết điểm của nó đó, phổi của nó cũng còn trắng này, phổi của nó cũng còn trắng còn đẹp này, phổi nó cũng còn trắng đẹp này, có cả than hoạt tính luôn này. Đấy. Nhưng mà nó bị gãy mất cái lẫy, đấy. Thì các bác có thể về, các bác có thể lấy băng dính vào đấy được, nó không sao cả đâu. Đấy, nhưng mà nó gãy thì tí nữa em sẽ cho cái mức giá cực kỳ tốt luôn, nên các bác yên tâm. Đấy. Công suất con này là 70W. 70W nhé. Sử dụng tốt. Đấy, hình thức của nó là không vỡ biết gì cả. Nó chỉ mất mỗi là cái gãy cái lẫy thôi. Các bác lên cho em mã này là mã L8. 700k. L8 700k nhé. Nó bị gãy cái lẫy đằng sau nhé bác nhé. Các bác lưu ý nhé, là nó bị gãy cái lẫy đằng sau ở cái nắp này. Đây này. Đó, về phải lấy băng dính vào đây. Đấy. Nói chung là rất là ok luôn, con này cũng rất là ok luôn, nên là yên tâm. Đấy. Chạy tốt. Đấy. 700k các bác lên xem mã này, mã L8. Mã L8. Một cái mã sản phẩm tiếp theo thì bên nhà em xin giới thiệu với các bác này. Con này thì siêu to khổng lồ luôn nhé. Con này thì các bác có thể nhìn thấy là các bác đã biết rồi. Giới thiệu đầu tiên thì các bác là giới thiệu cái công suất của nó trước. Con này của nó là 84W. 84W. Không nói ngoa một tí nào luôn. Như trước kia có một bác lấy con này của bảo em là 1.800.000. 1.800.000 con này ngày xưa luôn, giá cũ nhé. Bây giờ giá mới của em bán giá của năm này nó ưu đãi. Có cả bánh xe nhé, nên là các bác không sợ bổ lần. Con này khênh nặng hay là thứ gì đâu. Đấy, các bác chỉ cần việc đẩy nhẹ đi là được. Đẩy nhẹ đi là được. Con này thì thế này. Đấy. Có cả chế độ là nước, cho nước vào thì nó không ấy nhé. Và rất là nhiều chế độ. Đây các bác có thể tắt đèn của cái đèn báo này, hoặc bật đây tắt đèn này. Đấy. Bật đèn này. Đấy. Nó rất là tiện lợi ở cái điểm như thế. Đó. Và con này thì các bác có thể tăng công suất này. Đấy. Tốc độ này, mạnh yếu này. Đấy. Và các bác không thích dùng nữa thì các bác có thể tắt đi. Đấy, còn về phần đây. Cái nước của nó là nước cũng hay quay bánh xe này. Hay quay của nó là quay bánh xe này. Phổi của nó này. Phổi của nó gần như là mới luôn nhé. Phổi của nó gần như là mới luôn. Đấy. Bác nào mà ví dụ là nhà có những cái phổi này mà cần mua cái phổi mới thì các bác cứ bảo em. Đấy, em cũng sẽ hỗ trợ các bác có thể để mua cái phổi mới luôn. Đấy. Con này thì còn dùng thoải mái luôn, công suất to. Con này thì bên em đang bán với cái mức giá, con này thì giá của nó là sẽ là 1 triệu đồng. Đấy, hàng siêu hiếm luôn. Hàng siêu hiếm luôn nhé. 1 triệu đồng, 1.000k và bên em bao ship nhé. Các bác lên cho em mã này là mã L9. 1.000k. Bao ship. L9 1 triệu đồng và bên em bao ship. Sử dụng tốt nhé. Một con tiếp theo này. Tất cả thì nhà em đều hoạt động tốt nhé. Bánh xe này. Con này thì 54W. 54W các bác nhé. 54W này. Còn đẹp luôn nhé. Con này thì còn đẹp luôn. Phổi của nó nói chung là vẫn còn sử dụng thoải mái luôn. Vẫn còn trắng, vẫn sử dụng thoải mái. Đấy, cái này thì nó cũng có bằng cái lọc hoạt tính bên ngoài. Ok. Cày nước. Tốc
tất cả đều đầy đủ đồ, tất cả các bác đều đầy đủ đồ, nhưng các bác chỉ được về các bác sử dụng thôi, các bác sử dụng thôi. Các bác lên cho em mã này, mã L10 L10 850k L10 nhé, 850.000 đồng mã L10. Một con tiếp theo này, con này cũng là con to luôn. Đấy, đây là chỗ để các bác nước. Đấy, mở ra này, khay nước này. Nói chung là tất cả còn đều còn rất là dùng ok. Đấy, tất cả còn ok. Cái dòng này là dòng bánh xe nhé. Bác nào mà dùng những cái dòng lọc khí này rất là tốt luôn trong phòng. Màng lọc các thứ nó đầy đủ hết, đầy đủ luôn cho chúng ta luôn, màng lọc vẫn còn sử dụng tốt nhé. Con này thì công suất của nó là 77W, bánh xe đẩy thoải mái luôn nhé. Các bác có thể khóa lại nhé, khóa lại để nó không di chuyển nữa, các bác mở lên đều có thể được. Đấy, đều có thể được. Hàng này sử dụng tốt luôn, hàng này sử dụng tốt luôn nhé. Con này thì các bác lên cho em mã này là mã L12 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 con này bên em đang bán 850k, giá cực ưu đãi luôn. Đấy, 850k nhé, giá cực tốt luôn. Đó, nên là các bác có thể yên tâm sử dụng. L12 850.000 đồng và bên em bao ship. Một cái mã tiếp theo bên em xin giới thiệu cho các bác, đó là một cái dòng ly giữ nhiệt bãi này. Ly giữ nhiệt nhiệt bãi. Đó, hàng này hàng ok luôn nhé, hàng ok luôn. Con này thì nó là hàng nhiệt bãi, con này của nó là hàng nhiệt bãi luôn này. Đó, con này nó là hàng nhiệt bãi, hàng xịn luôn, hàng xịn luôn. Đấy, giữ nhiệt rất là tốt nhé, các bác có thể đựng nước nóng, đựng nước lạnh đều rất là ok. Đấy, đựng nước nóng, đựng nước lạnh đều rất là ok luôn nhé. Các bác đựng nước nóng thì có một cái điều lưu ý này, khi các bác đang đựng nước nóng thì các bác không hất đi và các bác đổ nước lạnh trực tiếp vào luôn, như thế thì nó sẽ mất cái giữ nhiệt, mất cái chất giữ nhiệt chân không này. Đấy, ví dụ các bác đựng nóng xong các bác đổ đi, các bác đổ nước ấm, đổ nước bình thường vào xong các bác mới đổ nước lạnh nhé. Đó là cái một cái lưu ý. Còn ví dụ các bác đang để nước nóng, các bác để đá vào, bỏ đá vào thì không sao. Đó, con này thì ly này dung tích của nó là 350ml, hàng mới luôn nhé, hàng mới luôn, và số lượng thì các bác yên tâm là thoải mái. Con này thì bên em đang bán với mức giá đó là nếu mà các bác lấy dưới sáu cái thì giá nó sẽ là 55k trên một cái. Đấy, còn khi các bác mua 10 cái, 6 cái trở lên đi thì là sẽ là 50k, và các bác lấy từ 10 cái trở đi thì em sẽ bao ship. Các bác lấy từ 10 cái trở đi thì em sẽ bao ship nhé. Đấy, thì là khi mà mua số lượng từ 6 cái đổ lại thì là 55k, còn từ trên 7 cái thì sẽ là 50k nhé, 50.000 đồng. Dòng ly giữ nhiệt nhiệt bãi dung tích 350ml, mùa hè các bác uống bia uống nước ngọt, ấy đầu năm các bác ngồi anh em lai dai đều rất là ok, đều rất là ok nhé các bác nhé. Ly giữ nhiệt nhiệt bãi này. Ly giữ nhiệt nhiệt bãi. Một cái mã sản phẩm tiếp theo, một cái dòng chiếu Muji, chiếu điều hòa nhé. Hàng còn nguyên đi, hàng xách tay luôn này, hàng xịn sò luôn nhé. Này, nó sẽ gồm có cho chúng ta, tí nữa em sẽ giới thiệu kích thước sau. Nó sẽ gồm có cho chúng ta đó là hai cái vỏ gối này, có này, hai cái vỏ gối này. Chiếu mây nhé, chiếu mây, hai cái vỏ gối này và một cái chiếu của nó. Một cái chiếu này của nó sẽ gồm có hai mặt, thì cái mặt hoa văn sau này thì nó sẽ thay đổi theo lô, nên là có khi là mặt hoa mặt như này, nhưng mà có khi là nó sẽ thay đổi theo lô nhé. Hàng thì lúc nào cũng sẵn để có phục vụ các bác luôn, nên là các bác có thể yên tâm. Đấy, con này lô này thì mặt cùng một lô, thì nó sẽ thay đổi theo lô nhé. Thì có khi là màu này nhưng mà có khi là nó sẽ là màu khác. Còn cái mặt đằng chiếu này thì rất là ok luôn, nó chỉ có một màu như này thôi. Chiếu Muji, chiếu điều hòa. Con này thì các bác nằm mùa hè ấy, thì nó sẽ dễ chịu. Đấy, và mùa đông của nó thì nó sẽ không lạnh lưng, và các bác có thể lật mặt lại, hoặc là các bác có thể lật mặt lại để các bác mặt nằm mặt đằng này đều được. Đấy, nhưng mà nói chung là mặt nào cũng có thể nằm, nó rất là dễ chịu, mùa hè hay mùa đông các bác đều có thể sử dụng được. Con dòng này chiếu điều hòa nhà em sẽ có những rất là nhiều những cái kích cỡ đây, 1m2, 1m5, 1m6, 1m8 và 2m2. Đấy, nó sẽ gồm có cho chúng ta đó là 2-4-5 kích thước. 1m2 này, 1,2 nhân 2m này, 1,5 này nhân 2m này. Đấy, 1,6 này nhân 2m. Thì cái chiều cố định của cái giường của chúng ta ấy, thì tất cả nó form giường nó như nhau rồi,
1,8 này, nhân 2 mét này, 2,2 này, nhân 2 mét này. Đó, thì nó sẽ theo một cái chiều 2 mét này, nó sẽ cố định theo cái giường của các bác rồi. Đấy, còn giá của nó nhé, thì giá cực kỳ tốt luôn. 1m2 x 2m bên em đang bán với mức giá đó là 320k. Bao ship 1m5 x 2m thì là 340k. Bao ship 1m6 x 2m là 360k. Bao ship 1m8 x 2m là 380k. Bao ship và 2m2 x 2m là sẽ là 400k. Bao ship luôn. Bao ship luôn. À, giá cực kỳ tốt luôn, nên là các bác yên tâm. Giá như em là giá cực kỳ tốt luôn nhé, nên là các bác có thể yên tâm sử dụng. Hàng thì đảm bảo luôn, hàng thì đảm bảo luôn nhé. Đó. Đấy, một cái sản phẩm tiếp theo nhé. Đầu năm nếu mà ví dụ các bác mà đi để xe ấy mà nó lâu không đi, đấy, các bác sợ nó hết bình ắc quy thì chúng ta có thể mua một cái này để chúng ta cắm vào, cắm vào, và các bác nạp cho xe máy, xe đạp. À, xe máy, em xin lỗi, xe máy của các bác. Con này thì nạp cho tất cả những dòng xe máy. Xe máy nào cũng nạp được, chỉ nguyên xe máy thôi nhé. Con này thì nó là 12V 4A 100Ah. 12V 4A 100Ah. Con này thì sử dụng giải điện của nó sử dụng là điện từ 100 đến điện 240V. Công suất max của nó là lên đến 75W. Đấy. Sử dụng sạc cho bình ắc quy xe máy, hàng ok. Cái dòng này nó có quạt tán nhiệt nhé. Cái dòng này nó sẽ có quạt cả quạt tán nhiệt để chúng ta có thể sử dụng luôn, nên là các bác có thể yên tâm. À, dòng này thì của nó là sạc 4A. Các bác nên cho em mã này, mã sạc 4A nhé. Con này thì bên nhà em đang bán với cái mức giá đó là 200.000 đồng. Giá cực tốt luôn nhé. 200k và bên nhà em bao ship nhé. Các bác nên cho em mã này, mã sạc 4A nhé. Sạc 4A. Đấy. Thương hiệu của nó là thương hiệu Forsup. Thương hiệu Forsup nhé. Hàng đảm bảo luôn. Đấy. Đầy pin là tự ngắt, sự cố của nó cũng sẽ tự ngắt cho chúng ta luôn. Đầy pin hoặc là sự cố nó cũng sẽ tự ngắt cho chúng ta luôn, nên là các bác có thể yên tâm. Đấy. Sạc xe máy, ô tô, nhưng mà bình ô tô thì bình bé, nên nhưng mà chủ yếu các bác sạc cái này là sạc cho xe máy. Đấy. Còn các bác mà muốn sạc cho ô tô thì đây. Đấy. Con này thì có thể sạc được cả bình 12 và bình 24V. Đấy. Cả bình 12 và bình 24V, con này thì nút cảm ứng đấy. Đấy. Con này thì của nó có thể sạc được cả pin lithium này, bình pin lithium ấy, những cái bình xe đạp điện mà pin pin nóng bằng pin ấy thì rất là ok luôn. Pin lithium này, xe đạp, xe máy này, ô tô này đều sạc được, và sự cố nó sẽ tự ngắt, đầy pin nó cũng sẽ tự ngắt nhé. Quan trọng là sự cố và đầy pin nó đều sẽ tự ngắt. Con này cũng có quạt tán nhiệt nhé. Đấy. Con này thì ở bên em đang bán với mức giá đó là 340.000 đồng ở bên em bao ship nhé. Các bác lên xem mã này, mã sạc 6A nhé. Các bác cứ nói đọc mã là sạc 6A là em biết, hoặc là cái sạc ắc quy 340.000 là em biết nhé. Con này nó cũng có sẽ có quạt tán nhiệt. Con này cũng có sẽ có quạt tán nhiệt này. Đấy. Và nó sẽ sử dụng cho chúng ta nó là dòng điện 110 đến 240V đều được. 110 đến 240V đều được nhé. Max công suất của nó lên 110W. Max công suất của nó lên 110W này. 340k thương hiệu Forsup. Con này nút cảm ứng nhé. Các bác cắm điện vào và các bác chọn vào cái chế độ rồi các bác cắm kẹp vào bình. Đấy, đầu năm nên là em lại quên mất chưa chuẩn bị được bình ắc quy các thứ để test cho các bác. Nhưng mà các bác yên tâm, cái dòng này bảo hành cho các bác 6 tháng đến 1 năm luôn, thoải mái luôn nhé. Bảo hành thoải mái luôn. Nếu mà các bác không bị rơi xuống nước, không bị đập vỡ thì em bảo hành thoải mái. Sạc ắc quy. Một cái mã nữa này. Cái dòng này là sạc 12V 8A. 12V 8A này đến 24V 4A. Công suất của nó có thể sạc được bình 150Ah tối đa. Con này sử dụng điện 100 đến điện 240V. Nói chung là sử dụng rất là ok. Tất cả đều sử dụng thế. Đầy pin nó sẽ tự ngắt này. Con này thì không sạc pin lithium. Đấy, nhưng mà có thể sạc được tất cả những dòng pin khác. Công suất của nó con này to hơn. Đấy, đều có quạt tán nhiệt. Tất cả đều có quạt tán nhiệt. À, và có một cái lưu ý cho các bác luôn là nếu mà các bác sử dụng những cái dòng này thì quạt tán nhiệt của nó sẽ không quay ngay, nó sẽ cắm lên, các bác cắm lên nó sẽ quay và nó sẽ dừng. Đấy, để các bác sạc. Đấy, lúc nào mà cái bình cái sạc ắc quy này các bác nhiệt độ của nó sẽ lên đến cái mức của nó thì dơ le nhiệt của nó sẽ tự bật và nó sẽ tự làm tán nhiệt và làm mát. Đấy, nó rất là thông minh. Đấy, nên là cái dòng này thì các bác lưu ý nhất khi dòng điện tử này của nhà em là các bác không quẹt này, ví dụ lên này. Các bác không kẹt này để đánh xem nó ra điện chưa. Các bác chỉ cần cắm này hiển thị này được. Cắm điện vào này hiển thị. Đấy, là các bác kẹp vào bình ắc quy và kẹp đúng lửa mát cho em là được. Kẹp đúng lửa mát cho em là được nhé.
Các bác nên cho em cái mã này là mã sạc 8A. Sạc 8A. Con này bên em đang bán với mức giá đó là 320k thôi, bao ship. Đấy. Có một số bác hỏi em là tại sao mà con 6A bán 340 mà con này bán 320, thì con này nó không có pin sạc pin lithium nên là giá của nó sẽ mềm hơn. Đó, đó là một cái lưu ý như thế. Hàng tốt luôn, chất lượng luôn nhé, và có bảo hành luôn nhé. Và có bảo hành luôn cho các bác luôn, nên là các bác yên tâm. Sạc 8A. Một cái mã tiếp theo, một con siêu to khổng lồ luôn. Con này là con sạc 12V 12A đến 24V 6A. Con này thì gần như là tất cả những cái dòng bình ắc quy là chúng ta đều có thể sạc được. Đấy. Con này thì các bác cũng là cắm điện vào trước rồi các bác điều chỉnh chế độ. Đấy. À, sạc con này có thể sạc cả bình pin lithium luôn nhé. Quạt tán nhiệt. Con này có thể mắc công suất của nó là bình 230H. Hàng đảm bảo luôn. Hàng đảm bảo luôn cho các bác luôn. Đấy. Con này là sạc 12V 12A nhé. Con này là sạc ắc quy 12V 12A. À, đầy pin là đều tự ngắt. Tất cả những dòng này đầy pin là đều là tự ngắt. Và sự cố nó cũng sẽ tự ngắt cho các bác luôn. Đó. Con này thì các bác nên cho em mã này là mã sạc 12A. 12A này. 400k. Bao ship. Sạc 12A bên em đang có mức giá đó là 400.000 đồng và bên em bao ship nhé. 400k bao ship sạc 12A luôn. Giá tốt luôn. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên em xin giới thiệu với các bác, đó là một cái dòng ổ điện đúc trúng và đập. Ủa gì đập? Cái này đập thì quá nhẹ nhàng luôn rồi. À, các bác đập thoải mái luôn. 50.000 đồng. Một cái ổ điện đúc trúng và đập như này. 50.000 đồng một cái ổ điện đúc trúng và đập này. Hàng ok luôn. Hàng ok luôn nhé. Đây là một cái ổ đúc và một cái phích. Đấy, một cái ổ đúc này là 50.000, còn cái phích này bán riêng nhé. Cái phích này cũng là phích đúc chống va đập này. Cái phích này thì là 20.000 đồng. Cái phích này thì là 20.000 đồng một cái. Dùng các bác dùng sử dụng rất là ok luôn. Các bác cắm các thứ vào cũng rất là ok. Đó. Hàng ok luôn nhé. Các bác lên cho em mã này là cặp này là 70.000 đồng nhé. Một cặp này là 70.000 đồng. Một ổ một phích là 70k. Hàng chất lượng luôn, chống va đập tất cả đều có đi. Hai cái dòng này có đèn báo luôn nhé. Nó có đèn báo luôn cho chúng ta luôn. Một cái mã sản phẩm nữa xin giới thiệu đến các bác, kích điện, kích điện từ điện 12V bình ắc quy lên nguồn điện 220V. Và cái này, cái kích này ấy, thì nó là kích bé, lưu ý cho các bác tí nhé. Đây các bác có thể nhìn thấy này, nó chỉ bằng hơn 3 đầu ngón tay một chút thôi. Nó chỉ hơn 3 đầu ngón tay. Và con này ấy, thì các bác chỉ có kích cho những cái quạt hoặc là bóng điện thôi. Đấy, các bác kích cho quạt hoặc bóng điện để lấy ánh sáng. Ví dụ những khi mất điện thì các bác có thể lấy ánh sáng này các bác cắm thôi, chứ các bác không để cắm tivi được đâu. Đấy, đây là lưu ý như thế. Đấy, đầu năm thì hoan hỉ nên em không muốn kể lại những cái chuyện ấy nữa. Thế nhưng mà các bác lưu ý nhá, là chỉ có cắm sạc cắm cho những cái dòng như kiểu là quạt những lúc mất điện, hoặc là những cái quạt hoặc là những cái ấy thôi. Nên là các bác lưu ý là như thế, quạt hoặc bóng điện thôi. Đấy, vì nó bé mà. Con này từ 12V lên điện 220V này, công suất của nó chỉ có 220W thôi. Đấy, nên là nó không cần to. Nó không cần to và con này em đã test trải nghiệm rồi, sử dụng tốt và rất là nhiều bác đã trải nghiệm rồi chứ không phải là không. Sử dụng ok. Và bảo hành con này, bảo hành cho các bác trong vòng 6 tháng. Bảo hành cho các bác trong vòng 6 tháng luôn. Đấy, inverter luôn nên là nó rất là tiết kiệm. Đấy, cứ các bác cứ cặp cho em vào là bình 12V là được nhé. Cái mã này thì ở bên em đang bán với mức giá đó là 200k và bên em bao ship. 200k bao ship. Bao ship. Đấy, kích điện nhỉ. Kích điện 200.000 đồng và bên em bao ship luôn. Giá tốt. Một cái mã sản phẩm tiếp theo, bên em xin giới thiệu với các bác một cái mã combo làm vườn 4 món. Combo làm vườn 4 món. Một món này, đầu năm này các bác cắt tỉa cành cây này. Hai này, ba này, bốn món. Combo 4 món làm vườn chỉ có 150.000 đồng thôi. Một combo làm vườn 4 món giá chỉ có 150k thôi. Giá cực tốt luôn. Đấy, giá cực tốt cho các bác luôn nhé. Cực tốt luôn này. Đấy. Hàng đẹp luôn.
Đấy, một cái kéo cắt tán này, một cái cưa gấp này, một cái cưa lách này, một cái kéo cắt cành này, này kéo cắt cành đây em đâu, con này để em test rồi, con này em đang test này. Đấy, một combo như này mà giá chỉ có 150k là các bác yên tâm rồi, giá cực kỳ tốt luôn, đầu năm hoan khai xuân luôn. Đấy, hoan hỉ, giá 150k một combo 4 món 5 người. Đấy, còn một cái mã tiếp theo đó là một cái mã kéo cắt cành trên cao, kéo cắt cành trên cao này. Con này thì các bác chỉ việc về các bác sử dụng, các bác chỉ việc về và các bác sử dụng. Các bác có thể cắt này, các bác có thể cưa này, đều được nhé. Cái dòng này thì chất thép của nó là chất thép SK5. Đấy, hàng của Japan này. Nó có cắt cành, cưa cành đều được. Dây dài này. Dây của nó dài hơn 5m, tầm 5m. Để các bác có thể kéo cắt thoải mái. Đấy, kéo cắt thoải mái, cưa thoải mái luôn. Giá của con này thì chỉ có 130.000 đồng thôi các bác nhé. 130.000 đồng một cái mã cưa cành cao. 130.000 đồng một cái mã cưa cành cao. Giá cực kỳ tốt luôn. Giá cực kỳ tốt luôn nhé. Cưa cành cao 130k. Hàng đẹp. Các bác cưa, nói chung là lắp đặt về, lắp đặt nó rất dễ, các bác chỉ cần mua cái xào thôi. Các bác chỉ cần mua cái que gậy hoặc là xào. Đấy, các bác buộc vào đây. Các bác muốn cắt cao thì các bác buộc vào cành cao và các bác cưa. Cưa được thoải mái luôn nhé, các bác cứ cưa thoải mái luôn, rất là bén luôn. Nó rất là bén luôn nhé. Nên là các bác yên tâm. 130.000 đồng. 130.000 đồng. Các bác lên cho em mã này, mã cưa cành cao. Đó. Còn một cái mã nữa này. Cưa đỏ này. Hàng nội địa nhé. Hàng nội địa Nhật. Đấy. Giá là 180.000 đồng. Bao ship. Các bác cưa thoải mái luôn. Các bác cưa thoải mái luôn. Lưỡi này người ta đã rửa sẵn cho các bác rồi. Các bác chỉ về các bác sử dụng. Các bác chỉ về các bác sử dụng. Có vỏ hộp các thứ đàng hoàng luôn nhé. Đấy, 180.000 đồng. Các bác lên cho em mã này, mã cưa. Cưa nhé, cưa cành cây, cưa cành cây 180k. Một cái mã sản phẩm tiếp theo, nồi nấu, nồi đa năng, nồi hấp, hầm hấp nấu cơm đa năng. Đấy. Cái dòng này thì có thể chế, cái dòng này có thể nấu cơm các thứ được trong vòng chỉ khoảng 5 đến 7 phút là xong, nhưng cái ngoại hình của nó thì nó hơi xấu. Đấy. Nên là giá tốt cho các bác luôn. Các bác lên cho em mã này. Ôi nhìn, đây con này mở như này. Đây sao? Đầy đủ phụ kiện dây điện. Hai ông bà ở nhà ăn cơm được cái nồi này thì tuyệt vời luôn. Nồi này hai người. Nồi này hai người. Con này mà ngoại hình mà nó còn ngon lành ấy, thì thực sự các bác luôn, các bác cứ lên Google các bác tra luôn. Con này không bao giờ có chuyện là dưới giá 800.000 đồng luôn. Nếu mà cái hàng này là hàng không bị vỡ, hàng không bị sự cố. Thanh lý cho bác con này về cái mức giá đó là 300k. Các bác lên cho em mã này, mã nồi. Nồi 1 đi. 300k. Đầu năm hoàn hỉ bao luôn, ship cho các bác luôn. Đấy, nồi 1. Tất cả thì còn ngon lành. Tất cả thì còn ngon lành. Có mỗi riêng mất cái là cái ngoại hình của nó thì là nó ấy đó. Ngoại hình của nó là nó hơi gọi là hơi xấu một chút. Gọi là hơi xấu một chút. Các bác rút cái chốt này. Các bác rút chốt này là các bác sẽ đặt vào được. Đó, mã đầu tiên. Mã đầu tiên nhé. Mã thứ hai này. Một con nồi. Đây này các bác nhìn thấy, nấu cơm này, nấu cơm này, nấu thức ăn này, hầm gà, vịt các thứ này. Sử dụng tốt nhé. Cái dòng này tất cả còn sử dụng tốt nhé, chứ mà là không đâu. Nó xoay sang, mở nắp. Giòn giếc các thứ còn nguyên si này. Gần như hàng này còn chưa sử dụng. Đấy. Nhưng mà trong cái quá trình vận chuyển về, dây điện này. Trong cái quá trình vận chuyển về thì nó hơi gì cả. Con này hơn 3 lít. Con này thì nói thế thôi, nhưng mà trong này thì nó có thể nấu cơm được cho khoảng 4 người ăn. Bốn ăn được, hoặc là hầm nhất các thứ. Ngoại hình con này thì nó vẫn còn
tương đối là ok. Đấy, tương đối là ok nhé. Con này thì công suất của nó là 700W. Đấy, sử dụng điện 100 nhé. Sử dụng điện 100. Hàng con này thì cũng chưa có gọi là đến nỗi là xấu đâu. Đấy, trong lúc vận chuyển về nó cũng hơi móp méo nhưng mà nó chưa đến nỗi là xấu. Sử dụng tốt, test rồi. Em đã test đầy đủ rồi. Các bác lên cho em mã này, mã nồi 2. Nồi 2 con này bên em đang bán với giá 800k. Bao ship nồi 2 nhé. Các bác lên cho em mã nồi 2 800.000 đồng và bên em bao ship. Một cái mã tiếp theo. Con này thì hơi móp méo một chút. Đấy, con này móp méo nhiều hơn. Đấy. Nhưng mà nó không ảnh hưởng gì đến cái bên trong. Nó không ảnh hưởng gì đến cái bên trong. Bên trong của nó ngược lại là còn rất đẹp. Ngược lại còn rất đẹp nữa. Con này cũng 700W này. Đấy, dung tích con này là người ta đo là 3.2 lít. Đấy, sử dụng điện 100. Đấy, nhà sản xuất nó công bố như thế nhé. Đấy, nó hơi bị sức sức một tí. Các bác lên cho em mã này, mã nồi 3. Nồi 3. Con này bên em đang có mức giá đó là 600k. Giá rẻ luôn, 600k và bên em bao ship. Các bác lên cho em mã này, mã nồi 3 nhé. Nồi 3 600.000 đồng và bên em bao ship luôn. 600k bao ship nồi 3. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên em xin giới thiệu các bác, đó là một cái dòng chảo Nhật. Cái dòng này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của Shikisai này. Con này thì chảo của nó là chảo 28cm đấy, chảo 28cm đấy. Kích thước của nó này hơn 28 luôn đấy, nhưng mà người ta sẽ tính là sẽ tính lọt lòng, người ta sẽ tính là tính lọt lòng, còn phủ bì của nó chắc chắn là sẽ hơn rồi đấy. Độ dày của con này thì 7cm. Này, thương hiệu Shikisai. Con này là chảo nhôm đúc 4 lớp hàng Shikisai Japan. Chất lượng thì cực kỳ ok rồi. Con này thì nhà em đang trải nghiệm, chất lượng tốt, dễ sử dụng. Chất lượng tốt, dễ sử dụng nhé. Con này thì bên nhà em đang có cái mức giá của nó đó là 350.000 đồng và bên nhà em bao ship. Đấy. Chảo 28cm Shikisai 350k bao ship. Này, ghi thẳng cái giá vào đây để cho nó dễ. ₺350.000 bao ship nhé. Một cái mã sản phẩm kế tiếp bên nhà em xin giới thiệu với các bác, đó là một cái dòng bếp nướng. Cái bếp nướng này thì chỉ cần có người nhậu thôi, có người ăn uống cùng thôi thì là chúng ta thoải mái luôn. Đấy, hai vợ chồng cũng thế. Như em thì thật sự với các bác luôn, để lại một cái đấy, ngồi nhà hai vợ chồng hai đứa con thôi chứ người thỉnh thoảng làm đồ nướng ăn với nhau cũng được, không cần phải cứ nhất thiết là phải có bạn nhậu thì chúng ta với mang ra sử dụng được. Đấy, đầu năm thì các bác quan trọng nhất là gia đình mình đã, gia đình mình cứ ngồi nhậu vui vẻ là được, ăn hai vợ chồng hai đứa con. Đấy, ngồi triển khai. Đấy, em xin cùi cho bác luôn. Công suất của này thì là nó là 1800W nhé, 1800W. Đấy, mua về thỉnh thoảng con cháu nó về. Đấy, cái dòng này thì ít lắm, đầu năm mới có thôi. Đấy. Đấy, hàng của Nhật, thương hiệu của nó thương hiệu Seika, hàng mới luôn. Thương hiệu của nó là Seika, hàng mới luôn. Xịn sò luôn. Đấy, các bác lưu ý là đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng nhé. Kích thước của nó này, sử dụng nguồn điện 220V có nhé. 48 nhân với lại 25. Con này thì bên em đang bán với giá là 550k và bên em bao ship 550.000 đồng và bên em bao ship. Đấy, bếp nướng Seika 1800W. Con này là lớp này của nó là lớp phủ chống dính luôn. Đấy, 550.000 đồng ở bên nhà bao ship. Cái bếp nướng hàng chất luôn nhé, hàng này dùng chất luôn nên là các bác yên tâm. Đấy, cái này con em không cần bóc túi bóng cho các bác luôn. Đấy, khi các bác nhận hàng nó là nguyên si như này, khi các bác nhận hàng nó là nguyên si như này luôn nên là các bác yên tâm. Một cái mã sản phẩm tiếp theo, một cái bộ nồi của thương hiệu Kasai Villa. Những cái dòng này thì bên nhà em bán quanh năm nhé, những cái dòng này thì bên nhà em bán quanh năm
nên là các bác có thể yên tâm. Đấy, lúc nào các bác gọi nhà em cũng có, nó gồm có 1, 2, 3, 4, 5, 6 món. Đấy, giá của nó thì là 1 triệu đồng. Dòng này thì là của nó là một bộ nồi chín đáy, các bác có thể mua làm quà biếu. Đấy, biếu ví dụ là anh em bạn bè bố mẹ. Đấy, đầu năm nay lúc nào chúng ta cũng thể biếu được. Đấy, thương hiệu của nó là thương hiệu của Kasai Villa, thương hiệu của nó là thương hiệu của Kasai Villa nhé. Đun bếp ga, bếp từ, bếp điện, bếp hồng ngoại thì các bác đều có thể đun được. Đấy, đều có thể đun được nhé. Con này thì của nó là trong inox nhé, xin đáy nên nó rất là dày dặn, nó rất là dày dặn luôn. Ví dụ các bác Tết hôm nay về thấy thấy u mà bộ nồi rồi các thứ xong rồi mà cần phải thay rồi thì chúng ta có thể mua để biếu bố mẹ, có thể thay thì dùng những cái dòng này sạch sẽ. Thứ nhất là nó sạch sẽ, thứ hai là đảm bảo vệ sinh. Đấy, nó có cả xong to xong bé đều đầy đủ. Đấy, một cái chảo, một cái xong to xong bé đấy. Cái chảo của nó là dòng chảo chống dính luôn nhé. Tất cả đều có nắp vung nhé. Đấy, 26cm, size của nó là size 26cm. Con xong to nhất là của nó là 26cm. Đây này. Đây. Rất là tiện lợi và rất là dễ sử dụng luôn. Để em đo cho bác cái nắp vung là của bác ra. À 24 chứ. 245. 24,5 chứ không phải 26, em xin lỗi. Rất là to luôn, cái xong này các bác sử dụng rất là to luôn. Đấy, như nhà em sử dụng là một bộ này là em sử dụng đủ luôn. Đấy, không phải sắm thêm cái gì nữa, cần lắm là chúng ta thêm cái chảo. Tại vì nhiều khi là đang dán cái này mà muốn dán nhanh thì các bác cần thêm một cái chảo nữa, thì cần lắm các bác mua thêm một cái chảo nữa thôi. Còn xong không cần mua thêm gì nữa, đầy đủ luôn. Đấy, sử dụng rất là tốt luôn, con nào nhé, dày dặn nhé. Các bác về riêng những cái dòng này như kể cả là đầu năm hay bao giờ, các bác cứ nhận hàng, các bác kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác mới phải thanh toán nhé. Riêng cái hàng nhà em là các bác yên tâm như thế, nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác mới phải thanh toán cơ, nên là không phải lo lắng gì cả. Đấy. Bộ nồi Kasai Villa chín đáy bên em đang bán với mức giá đó là 1 triệu đồng, 1 triệu đồng và bên em bao ship. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên em xin giới thiệu với các bác đó là một cái mẫu bộ combo hộp thực phẩm 1, 2, 3, 4, 5 loại và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 món. Đây, cái này là 3 món này. 3 cái 300ml dùng được cho cả lò vi sóng nhé. 2 cái 600ml đều là hàng nội địa Nhật tất. Đây. Đây này các bác về các bác cứ để ý nhìn kỹ đi. Này, Made in Japan, ở đây nó hơi ánh sáng hơi bị lóa tí nhưng mà các bác về các bác nhìn kỹ đi. Ở đây là người ta in thẳng luôn trên này. Made in Japan. Đấy. Hàng xịn luôn nhé. Nắp của nó rất là dẻo dai luôn. Đấy, nên là các bác sử dụng. Sử dụng rất ok luôn. Nên là các bác sử dụng rất ok luôn. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám món. Một cái mã combo hộp này 280.000 đồng và bên em bao ship 280k. Bao ship giá tốt luôn, giá cực tốt luôn. Các bác lên cho em mã này là mã combo hộp thực phẩm nhé. Combo hộp đựng thực phẩm 280.000 đồng bao ship. Một cái mã tiếp theo bên em xin giới thiệu với các bác đó là một cái dòng bếp ga mặt kính. Mặt kính các bác nhé. Đấy, con này thì hàng của nó là hàng nội địa Nhật, thương hiệu của nó là thương hiệu Osaka Ga. Kích thước của nó sẽ là 59cm nhân với lại một chiều của nó là 42. Con này thì nó sẽ có cho chúng ta này, bật bếp rất là nhạy luôn. Đó. Đầu năm tranh thủ dọn cho các bác, đợt cuối năm tranh thủ dọn cho các bác này. Ga các bác nhìn thấy rất là xanh này. Nếu mà các bác nào mà đang có nhu cầu mà đang có ý định mà chuyển phòng này, chuyển nhà này. Đấy, mà ví dụ là đầu năm mà con cái mà ví dụ đi ra được học ấy, hoặc là muốn ở riêng thì chúng ta nên sắm một cái bếp ga. Dòng này là bếp ga Nhật bãi, hàng nội địa Nhật luôn, thương hiệu của nó là Osaka Ga. Con này thì các bác có thể bật lên này, các bác có nhìn thấy rất là nhạy này, và tăng giảm nhỏ này. Ở đây thì đến đây các bác bảo là sao lại nhỏ đây, thì các bác chỉnh nồi cơm này. Đấy, trên này là chế độ nấu cơm này, các bác có thể ấn vào đây. Đấy, ấn vào đây. Đấy, để các bác có thể tự nó chọn vào chế độ nấu cơm. Đấy,
tự nó chọn vào chế độ nấu cơm, nên là các bác ấn vào đây là tự sẽ chọn vào chế độ nấu cơm, nên là các bác không cần phải chỉnh nữa, là nó cứ lưu diêu như thế đấy, nó rất là tiện lợi đấy. Còn các bác tắt đi thì thôi đấy, còn đây là hẹn giờ và nấu ăn thì các thứ này đấy, tắt đó, bên này thế này, bên này thì là bếp to, các bác nấu thoải mái luôn đó. Và con này thì lò nướng của nó là hai tầng lửa này, cái con nào mà có cái thanh, hai cái thanh này là hai tầng lửa này của lò nướng đấy, có cả hẹn giờ, nhưng riêng cái lò nướng con này có hẹn giờ này. Cái nướng của nó này, và đây là cái lò nướng của nó. Các bác có thể nhìn thấy sạch đẹp luôn, sạch đẹp luôn nhé, vệ sinh sạch sẽ cho các bác rồi, để em cho tối đi này, vệ sinh sạch sẽ cho các bác rồi, tức là các bác chỉ việc về và các bác sử dụng thôi, các bác chỉ việc về và các bác sử dụng thôi. Hàng này thì hàng đẹp rồi đấy, còn mặt kính của nó đây đấy. Review cho bác đã là review, là review chi tiết nhé, vệ sinh sạch sẽ cho các bác rồi đó. Hai bếp nhé, kích thước thì em đo rồi, các bác lên cho em cái mã này là mã bếp ga 900, mã 900. Đấy, con này bên em đang bán với mức giá đó là đầu năm thì hoàn hỉ 2.500.000 bao ship. Đấy, đúng ra những cái dòng mà có nấu cơm cái thứ này này thì giá của nó sẽ nhỉnh hơn, nhưng mà đầu năm thì giá như em bao cho các bác giá tốt luôn nhé. Đấy, các bác lên cho em mã này mã 900, 2.500.000 và bên em bao ship. Một cái mã tiếp theo này, con này thì siêu đẹp luôn này các bác này. Đấy, mặt của nó này các bác có nhìn thấy xoay gương được luôn nhé. Đấy, rất là ok luôn, cái nướng các thứ của nó này còn rất là ok luôn nhé. Đấy, bếp biết các thứ còn rất là ok luôn, hàng này còn zin luôn. Đấy, và quên mất nhé, khi các bác mua bếp ga thì em sẽ được tặng kèm theo pin nhé, sẽ được tặng kèm pin. Con này thì của nó cũng có hẹn giờ để nấu cơm này, ga rất là xanh luôn này. Ga rất là xanh và rất là đẹp luôn, ga rất là xanh và rất là đẹp luôn nhé. Đấy, các chế độ nấu cơm này, đun nước này. Đấy, bên này thì các bác nấu to, bếp to này, gà rất là xanh luôn này, gà rất là xanh luôn nhé. Mặt thì mặt kính nhé, cái dòng này là mặt kính, mặt đẹp luôn, mặt kính đẹp luôn. Khay nướng của nó này, con này cũng là hai tầng lửa nhé, con này cũng hai tầng lửa luôn. Các bác có thể nhìn thấy này, sạch đẹp luôn nhé, đã vệ sinh sạch đẹp cho các bác rồi. Osaka ga. Osaka ga, mặt này mặt hiếm luôn nhé, mặt kính trắng ấy này hơi bị hiếm luôn, hàng rất là đẹp đó. Các bác lên cho em mã này là mã bếp ga 901, con này cũng giá là 2.500.000. Đời của con này thì đời 2019 nhé. Quên, 2019, đời còn mới luôn, đời còn đẹp luôn. Đó, hàng ok luôn nhé. Đấy, các bác lên cho em mã này, mã bếp ga 901, mặt trắng gương luôn, mặt trắng kính luôn. Mã tiếp theo này, con này cũng mặt kính luôn, hàng nội địa Nhật luôn nhé. Hàng nội địa Nhật luôn này. Đấy, con này cũng qua chế độ nấu cơm các thứ này, những cái lúc mất điện này, thì ở nhà chúng ta hay là trên thành phố thì đều được. Đấy, đều sử dụng được nhé. Các bác lắp pin vào, để nó lắp pin vào đây. Đó. Và các bác sử dụng như bình thường thôi. Đấy, con này thì nó là hai bếp. Lên luôn. Đấy, lên luôn nhé. Ga rất là xanh luôn. Ga rất là xanh luôn nhé. Đấy, và các bác có thể chỉnh to chỉnh bé này. Đấy. Chế độ nấu cơm các thứ đều đầy đủ luôn. Mặt của nó là mặt kính nhé. Con này là mặt kính luôn này, các bác có thể nhìn thấy này, còn gần như là mới luôn, còn gần như là mới luôn. Hàng này hàng đẹp luôn nhé, hàng đẹp luôn này. Cái lò nướng của nó này, nói chung là con này còn được điểm, nếu chấm trên thang điểm con này phải được 9 hoặc là hơn 9 một chút cũng vẫn được. Đấy, hơn 9 một chút vẫn được. Mặt kính ấy, hàng đẹp luôn nhé, hàng nội địa Nhật, hàng cực kỳ xịn luôn. Và những cái dòng này thì các bác đun ga ấy, nó sẽ tiết kiệm ga đến 40%. 40% ga so với những cái dòng bếp ga bình thường. Đấy, 40% so với những dòng bếp ga bình thường. Khay nướng này.
bên trong lò nướng của nó đây. Sạch sẽ luôn nhỉ. Vệ sinh sạch sẽ luôn. Vệ sinh sạch sẽ luôn. Đó, nên là các bác yên tâm. Mặt kính. Tí nữa em sẽ giới thiệu một số con mặt men nhé. Mặt men đợt này thì không kịp dọn. Đấy, tại vì đầu năm ra thì mặt những dòng mặt kính này thì bên em bán rất là tốt luôn và sử dụng rất là ok. Mặt kính thì nó rất là sạch sẽ, nó sạch hơn mặt men. Các bác nên cho em mã này, mã 902. Ghi vào đây khó ghi quá nhỉ. Con này thì là đời 2020. Giá của nó bên em bán đồng giá với giá là 2.500.000. Em bán đồng giá là 2.500.000 và bên em bao ship nhé. Các bác lên cho em mã này, mã 902. 2.500.000 đồng và bên em bao ship. Tất cả đủ đồ luôn nhé. Đủ đồ luôn nên là các bác yên tâm. Hàng nội địa Nhật. Đấy, con này thì mà những cái dòng này mà đầu năm mà các bác chuyển nhà, chuyển phòng trọ hay là các bác ấy nhà mới các thứ này thì nên có một con sử dụng những cái dòng này, dùng rất là ok luôn nhé. Một con mặt kính tiếp theo, quên mất từ nãy giờ, quên không đo mấy con kích thước, nhưng mà gần như là tất cả nó gần như là giống nhau nhé. Đều là 59 nhân với lại 42 hết, đều là 59 nhân với 42 nhé. Đấy, có mỗi phím xoáy thì nó là ấy rồi, còn con này là phím ấn thay lò nướng. Tất cả đều còn đầy đủ đồ nhé, tất cả đều còn đầy đủ. Okay. Các bác có thể nhìn thấy hàng, nói chung là hàng đẹp, sạch đẹp luôn. Đấy, vệ sinh sạch sẽ cho các bác rồi. Các bác chỉ việc về các bác sử dụng. Các bác chỉ việc về các bác sử dụng. Gà xanh ghét luôn. Gà rất là xanh, rất là đẹp luôn. Đấy, vệ sinh dọc sạch sẽ cho các bác rồi. Đó. Con này cũng có thể hẹn giờ chế độ nấu cơm này. Đấy. Đấy, các bác chỉ cần gạt sang là nó sẽ là chuyển sang chế độ nấu cơm luôn nhé. Đấy, gạt sang này, to bé đều có tăng gà, giảm gà đều được. Gà xanh gì luôn. Đó, một bếp to, một bếp bé. Tăng một lò nướng này. Đấy, nó báo kít này là chưa được nhé các bác. Đấy, cái này nó đỏ lên. Cái nút đỏ này nó đỏ lên này. Thì là lò nướng mới được nhé. Hai tầng lửa nhé. Hai tầng lửa, một tầng lửa trên, một tầng lửa dưới. Đó, có thể tăng thời gian hẹn giờ lên 15 phút, tắt bếp. Con này là mặt, dòng này là mặt kính nhé. Con này cũng là mặt kính này. Mặt kính thì có yên tâm rồi. Hàng xịn sò luôn. Đó, hàng xịn sò luôn nhé. Xịn sò luôn. Các bác lên cho em cái mã này là mã 903 nhưng vẫn được tặng kèm theo pin nhé. Cái dòng này bếp ga là mua bếp ga thì em đã được mặc định là tặng kèm theo pin rồi, nên là các bác có thể yên tâm. Các bác lên cho em mã này, mã 903 này. Con này bên em đang bán với giá cũng là đồng giá là 2.500.000 hết nhé. 2.500.000 bao ship. Đấy, đồng giá là 2.500.000 đồng mà bên em bao ship nhé. Mã bếp ga 903 2.500.000 đồng và bên em bao ship. Một con bếp ga tiếp theo này. Con này cũng đẹp mỹ mãn luôn. Cái dòng này cũng đẹp mỹ mãn luôn này. Bếp ga mặt kính nhé, màu xanh này. Tí nữa em sẽ giới thiệu cho các bác một hai con bếp ga mặt men. Đấy, mặt men em. Con này thì nó cũng có là cái này có một tầng nữa. Đấy. Cũng có là hẹn giờ nấu cơm cái thứ này, cũng có nấu cơm cái thứ. Đun bếp này. Đấy. Các bác về các bác sẽ lắp pin. Lắp pin vào này. Vẫn là tặng kèm theo một đôi pin Panasonic ấy. Vẫn được tặng kèm theo đó là một đôi pin Panasonic. Lên luôn này. Đấy, lúc đầu tiên thì các bác giữ lâu một tí, khi mà các bác mua về, khi mà các bác lấy bếp ga, nhận bếp ga về thì các bác ấn giữ này, các bác giữ lâu một tí. Đấy, còn bây giờ ví dụ là bật một lần rồi thì các bác chỉ cần ấn mạnh vào phát là các bác bỏ tay dạng được. Nhưng mà lúc lần đầu tiên về thì các bác ấn giữ lâu cho em một tí này. Đấy. Rất là ok, các bác nhìn thấy ga rất là xanh luôn. Ga rất là xanh luôn nhé. Hàng đẹp luôn nhé.
59 nhân với lại 42, vẫn thế tất kích thước đều như nhau. Đấy, tăng giảm ga đều được, tăng giảm ga đều được. Hàng đẹp luôn. Hàng đẹp luôn. Các bác lên cho em mã này là mã 904. 904 nhé. 904. Con này bên em đang bán đồng giá nhé, hôm nay bán đồng khai xuân đồng giá là 2,5 triệu. Khai xuân đồng giá là 2,5 triệu luôn nhé. Đó. Các bác đi qua kênh thì đừng quên cho giúp em xin một nút like nhé. Bác nào đang chưa đăng ký kênh thì có thể đăng ký kênh để theo dõi những cái sản phẩm mới nhất của bên em. Rất ok luôn này. Đấy, 904. Lò nướng của nó này. Tất cả là em đều vệ sinh sạch sẽ nhé. Tất cả là em đều vệ sinh sạch sẽ rồi. Đấy, các bác nhìn thấy cực kỳ sạch sẽ luôn. Cực kỳ sạch sẽ luôn. Cực kỳ sạch sẽ luôn nhé. Các bác chỉ việc về các bác sử dụng thôi. Các bác chỉ việc về các bác sử dụng thôi. Bật bếp lúc nào cũng thế. Rất là nhạy luôn. Bếp ga rất là nhạy và rất là tiết kiệm ga. Sử dụng rất là tiết kiệm ga luôn. Đấy, các bác lên cho em mã này, mã 904, 2,5 triệu đồng ở bên em bao ship nhé. Một cái mã tiếp theo. Một cái bếp ga mặt men nhé. Mặt men. Con này thì phím xoáy. Hàng của Zina. Hàng của Zina phím xoáy. Em đo kích thước trước nhé, không tiện quên. 56 nhân với lại 39. Gà các bác nhìn này, xanh đét đẹp. Gà xanh đét đẹp luôn. Đó. Tắt bếp. Tắt bếp này. Mặt của nó thì còn đẹp nhé. Lò nướng sạch sẽ này. Đấy, mặt đẹp, lò nướng sạch sẽ luôn. Khay nướng của nó vệ sinh sạch sẽ hết rồi nhỉ. Vệ sinh sạch sẽ. Nói chung là các bác chỉ việc về các bác sử dụng. Các bác chỉ việc về các bác sử dụng. À, ok luôn nhé. Này, lò nướng thứ nó rất là ok. Các bác lên cho em mã này là mã 905. Mã 905. Dòng này bếp ga thì em toàn bộ là đời cao hết nhé, nên bác yên tâm. Con này thì đời của nó là đời 2020. Con này thì giá của nó là 2,000,000 đồng. 2000k đời 2020. Giá này là bên em bao ship rồi nhé. Giá này bên em bao ship rồi, các bác có thể nhìn thấy đi. Đấy, các bác để nó đợi nó chạy hết xung quanh thì các bác mới bỏ tay ra. Gà rất là xanh, rất là đẹp luôn. Mặt men nhé, mặt men. 2,000,000 đồng ở bên em bao ship. 2,000,000 đồng ở bên em bao ship. Một con mặt men nữa đây, nhưng mà con này lại phím ấn. Một con mặt men là phím ấn đấy. Đấy. Gà xanh đét đẹp đẽ luôn. Gà xanh và đẹp luôn. Kích thước của nó đây. 59 nhân với lại 41. 59 nhân 41 đây. Tắt bếp này. Mặt của nó còn đẹp luôn đấy. Mặt của nó còn đẹp luôn. Các bác có nhìn thấy này, không tì vết luôn này. Rất là sạch sẽ luôn, rất là sạch sẽ luôn. Inox. Inox. Đấy, các bác về các bác sử dụng. Ok luôn. Trắng như ngọc xinh luôn. Trắng như ngọc xinh luôn. Dọn dẹp sạch sẽ rồi. Chỉ việc về và dùng thôi. À, chỉ việc về và dùng thôi. Đây, ngoại hình của nó còn rất là đẹp. Ngoại hình của nó còn rất là đẹp nhé. Đó.
khay nướng của nó, các bác không nhìn thấy các bác đã biết rồi. Các bác lên cho em mã này là mã 906. 906 này. Con này bên em đang bán với giá là 2 triệu đồng. Bao ship luôn nhé. Đời của con này thì đời 2020. Đời 2020 nhé. Đấy, bếp ga mặt men nhé, mặt men. Đấy. Mặt này là mặt men. Mặt men thì lúc nào nó cũng rẻ hơn mặt kính một chút nhé. Mặt men thì nó cũng rẻ hơn mặt kính một chút. Đấy. 2 triệu đồng ở bên em bao ship. Đấy. Bếp của nó là bếp chống cháy nồi này. Vẫn được tặng kèm theo đó là đôi pin nhé các bác nhé. Vẫn được tặng kèm theo đó là đôi pin của Panasonic nhé. Nên là các bác có thể yên tâm. Đó. Các bác đi qua kênh thì đừng quên cho em Dân Trịnh xin một nút like nhé các bác nhé. Một con mặt kính tiếp theo này. Con này là cũng là hai tầng nữa này. Con này cũng hai tầng nữa này. Đấy. Có cả hẹn giờ nấu cơm các thứ này. Mặt bếp này. Mặt bếp này. Gà các bác thấy rất là xanh gà. Rất là xanh gà. Đấy. Hai tầng nữa của lò nướng này. Tắt bếp này. Tắt bếp này. Mặt kính nhá. Con này là mặt kính. Lò nướng của nó này. Rất là mỹ mãn luôn. Rất là đẹp luôn. Khay nướng của nó này. Bên trong lò nướng của nó đây. Vệ sinh sạch sẽ rồi. Vệ sinh sạch sẽ cho các bác rồi. Nên là các bác yên tâm. Cái dòng này thì các bác chỉ việc về và các bác dùng thôi. Cái dòng này các bác chỉ việc về và các bác sử dụng thôi. Lò nướng các thứ đầy đủ vệ sinh sạch sẽ. Lò nướng các thứ đầy đủ vệ sinh sạch sẽ. Bếp ga thì các bác cũng đun để tiết kiệm ga. Bếp ga thì các bác đun tiết kiệm ga. Đây. Rất là ok luôn. Rất là ok luôn nhé. Đấy, một con bếp ga mặt kính nhé. Tí nữa em sẽ đút vào sau nó bị em đút vào phải được ngay. 59 nhân với lại 40 gần 42 gọi là 42. 42. Bếp rất là nhạy luôn này. Bếp rất là nhạy luôn nhé các bác nhé. Nên là các bác có thể yên tâm về sử dụng, cái mức độ sử dụng thì rất là yên tâm luôn. Sạch sẽ mà ga rất là xanh, rất là đẹp ga. Tặng kèm theo vẫn là tặng kèm theo đôi pin nhé, mặc định luôn nhé, mặc định tất cả bếp ga nhà em tặng kèm theo đôi pin rồi, nên là các bác yên tâm. Các bác lên cho em mã này, mã 907. 907 con này là 2.500.000 bao ship, toàn bộ của nó là đời cao nhé. Con này như con này thì là đời 2019 đấy. 2019 đó, ngó sang cái là nhìn thấy ngay 907 2019. 2.500.000 đồng và bên em bao ship. 2.500.000 đồng và bên em bao ship nhé. Một con tiếp theo. Một con này cũng là thương hiệu của Osaka. Lò nướng bật này. Bếp bật này. Bếp bật này. Đó. Hàng rất ok luôn nhé. Dòng này là mặt kính nhé. Mặt kính. Bếp ga mặt kính. Kích thước của nó này. 59 nhân với lại 42. 59 nhân với 42. Hàng đẹp. Kích thước của nó thì em đã đo rồi. Đấy. Con này thì sử dụng điện sử dụng ga rất là tiết kiệm. Đấy, các bác ấn lưu ý nhé, là ấn vào này, các bác ấn dứt khoát cho em này. Đấy, các bác ấn vào là ấn dứt khoát cho em. Hàng đẹp luôn nhé. Ga lên rất là xanh. Các bác lên cho em mã này là mã 908. 908. Con này bên em đang có mức giá đó là 2.500.000 bao ship. 2.500.000 đồng của bên em bao ship nhé. Đây. Các bác có thể nhìn thấy này. Sạch sẽ luôn. Vệ sinh tất cả đều sạch sẽ luôn nhé. Em review chi tiết rồi nhé, nên là bác nào ví dụ là các bác ưng thì các bác có thể theo dõi chi tiết cho em. Đấy. Còn đây là lò nướng này.
rất là ok luôn nhé, sạch sẽ, sạch đẹp. Đấy, ok sạch đẹp luôn. Đấy, các bác lên cho em mã này, mã 908. Đấy. 2.500.000 đồng ở bên em bao ship. Các bác đi qua kênh thì đừng quên cho shop em xin một nút like nhé. Bác nào chưa đăng ký kênh thì cho em Dân Trịnh xin luôn một đăng ký kênh các bác nhé. Đó, vừa rồi thì em Dân vừa mới giới thiệu đến các bác một số những mẫu sản phẩm bên nhà em nhé. Các bác ưng sản phẩm nào thì liên hệ trực tiếp với em Dân qua số hotline của bên em là 0982 834 004 hoặc 0915 402 977. Cảm ơn các bác đã xem video của em. Chúc các bác một năm mới an khang thịnh vượng, ăn Tết vui vẻ cùng gia đình và những người thân yêu. Xin trân trọng cảm ơn các bác.